Xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay, Mật Mã Đen Trắng sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án vô cùng ly kỳ đã xảy ra với một cô gái rất xinh đẹp tại Trung Quốc. Địa điểm xảy ra vụ án nằm tại thị trấn Định Biên, thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù Định Biên nằm ở một vùng biên giới ở Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây, nhưng thị trấn này có lịch sử rất lâu đời và cũng vô cùng đặc biệt. Nó nằm ở giao điểm của bốn tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông, nên giao thông rất thuận tiện, phục vụ cho việc phát triển kinh tế. Nhưng chính môi trường xã hội phức tạp với đa dạng nhân khẩu học này đã khiến nơi đây xảy ra những vụ án vô cùng đáng sợ. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 12 năm 2005, Cục Cảnh sát thị trấn Định Biên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại báo án. Cuộc gọi đến từ một người phụ nữ trung niên tên là Lưu Cao Hồng. Theo lời kể của người phụ nữ này, hai ngày trước đó, khi cô đi từ bên ngoài trở về nhà vào buổi sáng cùng ngày, Lưu Cao Hồng đã phát hiện một số vật phẩm quý giá trong nhà đã biến mất và cháu gái của cô cũng mất tích theo. Do đó, Lưu Cao Hồng mong muốn cảnh sát điều tra vụ án. Khoảng 15 phút sau đó, cảnh sát Định Biên đã đến hiện trường. Sau khi hỏi thăm Lưu Cao Hồng, cảnh sát đã biết được những vật phẩm bị đánh mất bao gồm một máy ảnh phim Casio, một chiếc nhẫn bằng bạch kim trị giá 950 nhân dân tệ và 750 nhân dân tệ tiền mặt. Mặc dù số tiền và tài sản bị mất không nhiều, nhưng các cảnh sát sau cuộc khảo sát ban đầu đã phát hiện những điều kỳ lạ tại hiện trường vụ trộm này. Trước hết, tại hiện trường của vụ đột nhập thường có những dấu vết cậy phá và lục lọi. Tuy nhiên, trong nhà của Lưu Cao Hồng, mỗi căn phòng đều trông rất ngăn nắp. Tất cả các vật phẩm đều được sắp xếp một cách hợp lý mà không có dấu vết của kẻ lạ mặt. Còn về phần người đang mất tích là cháu gái xa của Lưu Cao Hồng tên là Kiều Lý. Theo lời kể của Lưu Cao Hồng, cháu gái cô mới đến làm việc tại một công ty viễn thông ở thành phố Định Biên 3 tháng trước. Vì chưa tìm được nơi ở tạm thời, cháu gái đã tạm trú tại nhà của Lưu Cao Hồng. Vào buổi sáng ngày 14 tháng 12, khi Lưu Cao Hồng đi công tác bên ngoài, Kiều Lý vẫn ở nhà. Tuy nhiên, khi cô trở về từ chuyến công tác đó, Kiều Lý đã bất ngờ mất tích. Dựa trên ký ức của Lưu Cao Hồng, vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày đi công tác, cô đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ ở quê nhà. Lúc đó, mẹ của Lưu Cao Hồng đã nói rằng Kiều Lý đã đột ngột gọi điện thoại cho bà ấy. Mặc dù cuộc gọi đã được kết nối, nhưng phía Kiều Lý lại không có ai lên tiếng. Mẹ của cô đã nghĩ đó là tín hiệu không tốt nên bà ấy đã gọi lại, nhưng lại không thể liên lạc được với điện thoại của Kiều Lý. Vì vậy, bà ấy đã gọi cho Lưu Cao Hồng để hỏi thăm. Nhưng Lưu Cao Hồng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên đã gọi điện thoại cho Kiều Lý, nhưng cũng không thể liên lạc được với cháu gái. Lưu Cao Hồng đã cảm thấy việc này hơi kỳ lạ, nhưng vì lúc đó cô đang trên đường đi công tác nên cũng không quá quan tâm đến vụ việc. Cho đến 2 ngày sau, khi Lưu Cao Hồng trở về nhà sau chuyến công tác, cô mới phát hiện cháu gái Kiều Lý đã hoàn toàn mất tích, không thấy dấu vết. Dựa trên đó, các nhân viên điều tra đã suy đoán rằng liệu có khả năng Kiều Lý đã lấy đi số tài sản của dì sau đó bỏ trốn hay không. Vì từ kết quả điều tra hiện trường, khả năng tên trộm là người quen biết vẫn khá lớn. Do đó, cảnh sát Định Biên đã quyết định bắt đầu điều tra xung quanh dòng chứng cứ có liên quan đến Kiều Lý. Các nhân viên điều tra đã đồng ý rằng chỉ cần tìm thấy Kiều Lý, vụ trộm này có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng điều mà họ không ngờ đến là sự thật về toàn bộ vụ án lại vượt xa tưởng tượng của tất cả các cảnh sát. Vào buổi chiều cùng ngày, khi Lưu Cao Hồng báo cáo vụ án, cảnh sát Định Biên đã đến nơi làm việc thường ngày của nghi phạm Kiều Lý để tiến hành một cuộc điều tra. Tại công ty viễn thông, một người cấp trên của Kiều Lý tên là Chu Phục Dân đã nhớ lại rằng vào buổi sáng ngày 14 tháng 12, Kiều Lý đã đến công ty để làm việc như bình thường. Và vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cô ấy cũng đã về nhà như thường lệ. Tuy nhiên, vào sáng ngày hôm sau, Kiều Lý đã không đi làm nữa. Chu Phục Dân đã gọi điện thoại cho Kiều Lý, nhưng điện thoại của cô ấy cũng luôn tắt máy.
Việc Kiều Lý vắng mặt một cách vô lý này đã khiến các đồng nghiệp trong công ty cảm thấy hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của đồng nghiệp, Kiều Lý khi đến làm việc vào ngày cuối cùng, hành vi và cử chỉ của cô ấy không hề có điều gì bất thường. Đồng thời, cảnh sát Tịnh Biên cũng biết được, mặc dù Kiều Lý mới đến công ty viễn thông làm việc chưa đến 3 tháng, nhưng công ty vẫn đúng hẹn trả lương cho cô. Mỗi tháng lương cố định của Kiều Lý là 2.000 nhân dân tệ, tức là theo tình trạng hiện tại của cô ấy là chưa kết hôn và chưa có con, thì tài chính của Kiều Lý cũng đang rất ổn định. Vậy tại sao cô ấy lại trộm đồ của dì ruột mình? Các chuyên viên điều tra đã cảm thấy hơi bối rối. Người báo cáo vụ án là Lưu Cao Hồng đã gọi lại cho cảnh sát. Cô ấy báo cáo rằng khi cô dọn dẹp đồ đạc trong nhà đã phát hiện những manh mối rất kỳ lạ. Vì vậy, cảnh sát Tịnh Biên đã ngay lập tức đến hiện trường để tiến hành một cuộc điều tra lần thứ hai. Ở góc tường trong phòng khách của nhà Lưu Cao Hồng có một chiếc tủ lớn bằng gỗ cao hơn 2 mét. Dựa trên lời kể của cô, trên nóc của chiếc tủ này ban đầu có 2 chiếc vali màu đen. Nhưng khi cô dọn dẹp hành lý, Lưu Cao Hồng đã đột nhiên phát hiện ra rằng một trong những chiếc vali lớn đã biến mất. Sự việc này đã khiến các điều tra viên tin rằng liệu Kiều Lý có cùng một lúc trộm tài sản và chiếc vali của dì hay không. Để xác minh khả năng này, cảnh sát Định Biên đã bắt đầu đi vào phòng ngủ của Kiều Lý để tiến hành một cuộc điều tra. Kết quả là họ phát hiện ra bên cạnh cửa phòng ngủ có một tủ gỗ cao khoảng 1 mét, nằm ở trên đó là 2 vật phẩm. Một trong số đó là chìa khóa cửa phòng mà Kiều Lý thường sử dụng. Dựa trên lời kể của Lưu Cao Hồng, chùm chìa khóa này bao gồm chìa khóa cửa phòng khách, chìa khóa cửa phòng ngủ của Kiều Lý và một vật phẩm khác là một chiếc túi sách màu đen. Sau cuộc điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra rằng các vật phẩm bên trong túi sách được sắp xếp một cách ngăn nắp và không có dấu hiệu của việc lục lọi từ người khác. Ngoài ra, các điều tra viên còn tìm thấy một sổ tiết kiệm ngân hàng của Kiều Lý dưới gối ở trong phòng ngủ với số tiền được ghi là hơn 5.000 nhân dân tệ. Những phát hiện bất ngờ này đã khiến cảnh sát Tịnh Biên bắt đầu đánh giá lại các nhận định trước đó. Dường như chúng đã không còn hợp lý nữa. Nếu như Kiều Lý đã trộm máy ảnh và nhẫn bạc của Lưu Cao Hồng, tại sao cô ấy không mang theo tài sản cá nhân của mình? Và tên trộm không phải là Kiều Lý, thì tên trộm thực sự tại sao lại không lấy tất cả các tài sản của Kiều Lý luôn? Dựa trên chìa khóa và túi sách được phát hiện trong phòng ngủ của Kiều Lý, cảnh sát Định Biên đã suy luận ra 2 thông tin chắc chắn. Thứ nhất, vào buổi tối ngày 14 tháng 12, sau khi tan làm từ công ty viễn thông, Kiều Lý đã trở về nhà của Lưu Cao Hồng. Thứ hai, việc Kiều Lý biến mất sau buổi tối đó có vẻ như không phải là một hành động được lên kế hoạch từ trước. Nếu cô ấy đã ra khỏi nhà của dì mình, có thể Kiều Lý đã gặp phải một sự cố bất ngờ, dẫn đến việc cô ấy rời khỏi nhà hết sức vội vã. Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát Định Biên đã nhanh chóng liên hệ với cha mẹ của Kiều Lý. Dựa trên lời kể của cha Kiều Lý, ông Kiều Kế Đông, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa ông và con gái diễn ra vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 14 tháng 12. Trong cuộc điện thoại, Kiều Lý chỉ nói chuyện với cha như bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Sau đó, cảnh sát Định Biên đã truy xuất được lịch sử cuộc gọi điện thoại di động của Kiều Lý. Kết quả cho thấy, sau khi tan làm vào ngày hôm đó, điện thoại di động của Kiều Lý đã thực hiện tổng cộng 3 cuộc gọi. Trong đó, cuộc gọi đầu tiên là Kiều Lý gọi cho cha mình vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều ngày 14 tháng 12. Thời gian trò chuyện là 13 phút. Cuộc gọi thứ hai là Kiều Lý gọi đến điện thoại di động của Lưu Cao Hồng vào lúc 6 giờ 23 phút chiều ngày 14 tháng 2. Nhưng lần này cuộc gọi đã không được kết nối. Cuộc gọi thứ ba là Kiều Lý đã gọi đến cho mẹ của Lưu Cao Hồng vào khoảng 6 giờ 51 phút tối ngày 14 tháng 12. Cuộc gọi này rất kỳ lạ vì thời gian trò chuyện chỉ kéo dài trong vòng 9 giây. Sau đó, cảnh sát Định Biên đã tìm được mẹ của Lưu Cao Hồng để tìm hiểu tình hình.
Kết quả là mẹ của Lưu Cao Hồng đã cho biết bà đã không nghe thấy giọng nói của Kiều Lý vào thời điểm đó. Trong cuộc gọi, chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng còi xe ô tô. Nghe có vẻ như cô ấy đang ở bên ngoài đường phố. Và sau cuộc gọi ngắn này, điện thoại di động của Kiều Lý đã không thể kết nối được nữa. Lúc này, các điều tra viên đã có cảm giác không lành. Có vẻ như Kiều Lý đã bị bắt cóc. Trong khi đó, vào buổi chiều cùng ngày, nhóm điều tra đang túc trực tại nhà của Lưu Cao Hồng đã nhanh chóng phát hiện ra một manh mối quan trọng. Trong phòng vệ sinh tại nhà của Lưu Cao Hồng, cảnh sát đã tìm thấy hai vệt máu rất nhỏ. Một trong số đó là trên sàn của phòng vệ sinh, ở khe giữa của các viên gạch men. Ngoài ra, còn có một dấu máu tại mép hộp nằm dưới bồn cầu. Dấu máu thứ hai nằm trên một viên gạch men phía sau cánh cửa của phòng vệ sinh. Dấu máu này lớn hơn rất nhiều dấu máu thứ nhất. Tiếp theo, cảnh sát điều tra đã thu thập DNA từ cả hai dấu máu và so sánh với cha mẹ của Kiều Lý. Kết quả phân tích cho thấy cả hai dấu máu trong phòng vệ sinh nhà của Lưu Cao Hồng đều là của Kiều Lý, người đã bị mất tích nhiều ngày trước đó. Tổng hợp tất cả các kết quả điều tra hiện tại, cảnh sát Định Biên đã đưa ra một phỏng đoán rằng không phải Kiều Lý đã ra khỏi nhà một cách tự nguyện, mà có thể là cô ấy đã bị bắt cóc và bị mua bán sang nơi khác. Dựa trên phỏng đoán này, cảnh sát Định Biên đã nhanh chóng thành lập một đội điều tra đặc biệt và tiến hành điều tra sâu hơn vào mối quan hệ giữa Kiều Lý và Lưu Cao Hồng. Trong khi đó, nhóm điều tra vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường với phạm vi rộng hơn. Sau khi xác định Kiều Lý đã mất tích, cảnh sát Định Biên đã hỏi thăm hàng xóm sống bên cạnh nhà của Lưu Cao Hồng. Kết quả là tất cả mọi người đều nói rằng vào ngày xảy ra vụ án, họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào. Khu vực hiện trường vụ án nằm trong một khu dân cư nhỏ tương đối kín đáo, với các bức tường bao quanh. Tất cả các bức tường này đều cao hơn 2 mét, khá khó cho người bình thường vượt qua bằng cách leo tường để ra vào khu dân cư. Do đó, cảnh sát Định Biên đã suy đoán rằng tên trộm đã xâm nhập và bắt cóc Kiều Lý phải đi qua cửa chính nhà của Lưu Cao Hồng. Tiếc thay, khu vực xung quanh cửa chính không được trang bị thiết bị giám sát. Cảnh sát Định Biên cũng không thể sử dụng hình ảnh giám sát để điều tra những người đã ra vào trong khu dân cư. Tuy nhiên, vào lúc 11 giờ tối hàng ngày, cổng chính của khu dân cư sẽ được đóng lại và sau đó tất cả những người ra vào khu dân cư sẽ phải đến chốt bảo vệ và gõ cửa để được vào trong. Vì thế, cảnh sát Định Biên đã nhanh chóng tìm thấy bảo vệ đã trực ca đêm vào ngày xảy ra vụ án để tiến hành thẩm vấn. Người bảo vệ này cho biết vào rạng sáng của ngày xảy ra vụ án, khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng, đã có một người đàn ông từ bên ngoài gọi cửa. Dựa trên ký ức của người bảo vệ, người đàn ông này có một giọng nói ở địa phương khác và chiều cao khoảng 1m7. Lúc đó, người đàn ông này mặc quần áo khá sậm màu và trời tối. Vì vậy, bảo vệ đã không nhìn rõ diện mạo của anh ta. Tuy nhiên, từ giọng nói của anh ta, bảo vệ có thể suy đoán được tuổi của người đàn ông này là từ 20 đến 30 tuổi. Mặc dù anh ta tự xưng là cư dân trong khu dân cư, nhưng bảo vệ đã nhớ lại rằng trước đây anh ta chưa từng gặp qua chàng trai có giọng địa phương như vậy. Với những thông tin này, các điều tra viên đã cho rằng người đàn ông trẻ đã ra khỏi khu dân cư trong đêm có vẻ rất đáng ngờ. Tuy nhiên, khoảng thời gian trước và sau khi người đàn ông rời khỏi khu dân cư, bảo vệ không thấy Kiều Lý ra vào khu vực đó. Điều này đã khiến các điều tra viên cảm thấy bất ngờ. Liệu có phải Kiều Lý đã rời khỏi khu dân cư trước 11 giờ tối cùng ngày đó hay không? Lúc này, cảnh sát đã quyết định tiến hành cuộc điều tra sâu hơn về danh tính của người đàn ông. Trong khi đó, nhóm tại hiện trường đã phát hiện thêm một điều kỳ lạ trong nhà của Lưu Cao Hồng. Dựa trên lời khai của Lưu Cao Hồng, có một con dao trong ngăn kéo của tủ bếp bỗng nhiên bị mất. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy con dao này trong phòng ăn gần nhà bếp. Tuy nhiên, vị trí mà con dao này được giấu đi là rất bí mật. Trong nhà của Lưu Cao Hồng
có một chiếc tủ treo màu trắng dựa trên bức tường, và con dao đã mất tích trong nhà bếp lại được giấu ở phần cao nhất của tủ treo này. Dựa trên ký ức của Lưu Cao Hồng, cô và cháu gái rất hiếm khi nấu ăn, vì vậy con dao này luôn được để trong ngăn kéo của tủ bếp. Việc nó xuất hiện trên nóc tủ treo trong phòng ăn đã khiến Lưu Cao Hồng cảm thấy rất kỳ lạ. Điều bất ngờ hơn là không có dấu vân tay nào xuất hiện trên con dao. Cảnh sát đã suy đoán rằng nếu như người khác đã dùng con dao với mục đích bình thường, chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay trên đó. Vì vậy, có thể hung thủ đã tiếp xúc với con dao này và cảnh sát đã gửi nó đến phòng xét nghiệm để tiến hành kiểm tra kỹ hơn. Lúc này, để tìm ra người đàn ông đáng ngờ đã ra vào khu dân cư trong đêm xảy ra vụ án, cảnh sát đã bắt đầu điều tra và khảo sát các mối quan hệ xã hội của Kiều Lý. Tuy nhiên, theo đồng nghiệp tại công ty viễn thông, mối quan hệ xã hội của Kiều Lý trong công việc không hề phức tạp, vì tính cách của cô ấy thường hướng nội và hiền lành. Vì vậy, trong thời gian làm việc, Kiều Lý không thích tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty. Gia đình của Kiều Lý cũng nói rằng mặc dù đã đi làm việc được hơn 2 năm, nhưng cách sống của Kiều Lý vẫn khá đơn giản. Bình thường, người mà Kiều Lý liên lạc nhiều nhất là bố mẹ và chồng sắp cưới đang ở xa. Dựa trên lời kể của cha Kiều Lý, chồng sắp cưới của con gái tên là Ngô Lập Quân, năm nay 26 tuổi, người quê ở thành phố Bảo Kỳ, tỉnh Thiểm Tây. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, mặc dù Kiều Lý và Ngô Lập Quân đều làm việc ở các thành phố khác nhau, nhưng họ vẫn chọn kết hôn. Ông Kiều Kế Đông đã nói với cảnh sát Định Biên rằng vào ngày 8 tháng 2 âm lịch năm 2005, Kiều Lý và Ngô Lập Quân đã tổ chức một buổi lễ đính hôn đơn giản tại quê nhà ở huyện Mễ Chi, và họ đã chọn cuối năm 2005 để tổ chức đám cưới. Tất cả các dự định này đều trông rất hạnh phúc và tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra mối quan hệ xã hội, cảnh sát Định Biên đã đặt Ngô Lập Quân là đối tượng điều tra chính. Có 3 lý do cho điều này. Thứ nhất là Ngô Lập Quân là người Bảo Kỳ, tỉnh Thiểm Tây, gần thành phố Tây An. Vì thế, người Bảo Kỳ sẽ nói chuyện với giọng điệu gần giống với giọng địa phương Tây An, khác biệt khá lớn so với giọng địa phương Ngọc Lâm. Do đó, với người Định Biên, giọng của Ngô Lập Quân có thể được coi là giọng ở địa phương khác. Lý do thứ hai là tuổi và chiều cao của Ngô Lập Quân cơ bản khá khớp với mô tả của bảo vệ tại khu dân cư. Lý do thứ ba là Ngô Lập Quân là chồng sắp cưới của Kiều Lý. Vì vậy, vào ngày xảy ra vụ án, anh ta hoàn toàn có thể vào nhà của Lưu Cao Hồng dưới danh nghĩa mối quan hệ đã có sẵn. Xem xét các điểm nghi ngờ này, đội điều tra sau đó đã quyết định gửi hai điều tra viên đến thành phố Bảo Kỳ để điều tra về Ngô Lập Quân. Kết quả dựa trên lời khai của Ngô Lập Quân, từ ngày 14 tháng 12 cho tới khoảng một nửa tháng trước đó, anh luôn ở trong đơn vị công tác tại khu vực thành phố Bảo Kỳ và đi làm như bình thường. Điều này đã được các đồng nghiệp của Ngô Lập Quân chứng thực. Vì thế, nghi vấn về anh ta đã bị xóa bỏ. Trong khi đó, các cảnh sát trong nhóm điều tra đã tiếp tục mở rộng phạm vi xung quanh gia đình, bạn bè của Kiều Lý, cũng như đồng nghiệp và bạn học của cô. Tuy nhiên, sau khi điều tra gần 100 người, cảnh sát Định Biên vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến người đàn ông đáng ngờ đó. Đã trôi qua 5 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, gia đình của Kiều Lý cũng đã trở nên ngày càng lo lắng. Vì thế, cha và chú của Kiều Lý đã tổ chức người thân trong gia đình và bạn bè cùng đi tìm Kiều Lý. Đúng lúc này, cảnh sát Định Biên cũng đã bắt đầu điều tra mối quan hệ xã hội của Lưu Cao Hồng. Dựa trên lời khai của chính Lưu Cao Hồng, sau khi ly hôn với chồng 2 năm trước, cô đã sống một mình trong căn hộ trên tầng 2 của khu chung cư với 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Mặc dù ly hôn, nhưng con cái lại được giao cho người chồng cũ, nên cuộc sống của Lưu Cao Hồng vẫn đầy màu sắc và tự do. Khi đang nói, cô ấy đã đột nhiên nhớ đến một người đã đến nhà của mình. Mặc dù không phải là người quen, nhưng trong ấn tượng của Lưu Cao Hồng, khả năng người đó thực hiện hành vi trộm cắp trong nhà là khá cao. Lúc này, Lưu Cao Hồng đã kể cho các điều tra viên một câu chuyện tình cảm rất kỳ lạ. Theo lời kể của Lưu Cao Hồng,
Sau khi ly hôn, cô đã bắt đầu hẹn hò trên mạng thông qua phần mềm QQ trên máy tính. Cô nhanh chóng quen biết khoảng 10 người đàn ông, trong đó có một số người Lưu Cao Hồng đã trò chuyện rất hợp và đồng ý gặp mặt. Hơn nửa năm trước, Lưu Cao Hồng đã thành công trong việc hẹn hò với một thanh niên trẻ trong số đó. Người đó có tên là Phương Gia, 28 tuổi, người ở huyện Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Tuy nhiên do công việc, lâu nay anh ta đã sống ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Nhưng Lưu Cao Hồng cảm thấy cô đơn, đã 3 lần đến Ngân Xuyên để gặp Phương Gia. Ngoài Phương Gia, cô cũng quen biết một thanh niên khác, trong đó có một chàng trai trẻ có biệt danh là Tiểu Đông Bắc, hàng xóm của Phương Gia. Lưu Cao Hồng đã rất ấn tượng với anh ta, vì vào tối trước khi Kiều Lý biến mất, người này đã đến nhà cô. Lúc đó, Lưu Cao Hồng và Kiều Lý đang ngồi xem TV trong nhà, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Lưu Cao Hồng đã rất bất ngờ, trước mặt cô chính là Tiểu Đông Bắc. Sau đó, Tiểu Đông Bắc đã nói với Lưu Cao Hồng rằng ban đầu anh ta đến Định Biên để gặp gỡ một người bạn trên mạng, nhưng không ngờ lại làm mất ví tiền. Vì vậy, anh ta muốn vay 20 nhân dân tệ từ Lưu Cao Hồng để đi xe trở về thành phố Ngân Xuyên. Sau khi nghe xong, Lưu Cao Hồng đã không nghĩ nhiều và nhanh chóng cho anh ta vay 20 nhân dân tệ. Tuy nhiên, Tiểu Đông Bắc đã không đổi đi ngay. Anh ta đã kéo Lưu Cao Hồng vào phòng ngủ và đóng cửa. Sau khoảng nửa tiếng, Kiều Lý ngồi trong phòng khách cảm thấy có chút không ổn. Vì vậy, cô đã tìm cớ gọi Lưu Cao Hồng từ phòng ngủ ra phòng khách. Khi Tiểu Đông Bắc thấy tình hình như vậy, anh cũng thông minh rời khỏi nhà của Lưu Cao Hồng ngay lập tức. Nghe xong lời kể của Lưu Cao Hồng, các thành viên trong đội điều tra đã cho rằng sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Đông Bắc là rất đáng ngờ. Hơn nữa, dựa trên mô tả của Lưu Cao Hồng về giọng địa phương, tuổi tác và chiều cao của Tiểu Đông Bắc, những đặc điểm này không khác biệt nhiều so với mô tả của người bảo vệ. Tiểu Đông Bắc lúc này đã trở thành nghi can chính. Vì vậy, đội điều tra đã ngay lập tức gửi 3 cảnh sát đến thành phố Ngân Xuyên để tiến hành điều tra. Dựa trên các manh mối do Lưu Cao Hồng cung cấp, các cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy căn nhà thuê mà Tiểu Đông Bắc sống. Tuy nhiên, hàng xóm bên cạnh là Phương Gia đã cho biết Tiểu Đông Bắc đã chuyển đi từ vài ngày trước đó và không ai biết anh ta đi đâu. Các cảnh sát điều tra phải tiếp tục hỏi Phương Gia về những thông tin cụ thể về Tiểu Đông Bắc. Nhưng vì mọi người đều là người thuê nhà, Phương Gia và các hàng xóm khác đều không biết Tiểu Đông Bắc đến từ đâu và làm việc ở đâu. Chỉ khi nói chuyện, mọi người nhận thấy anh ta có giọng địa phương ở vùng Đông Bắc, nên mọi người đã gọi anh ta là Tiểu Đông Bắc. Về tên thật của người đàn ông này, hàng xóm xung quanh cũng không rõ. Tuy nhiên, sau khi Phương Gia đã cung cấp một manh mối hữu ích cho cảnh sát Định Biên, Phương Gia đã nói rằng Tiểu Đông Bắc đã từng đưa một người bạn gái về căn nhà thuê. Theo lời giới thiệu của Tiểu Đông Bắc, bạn gái của anh ta tên là Triệu Phong Bình, người thuộc tỉnh Ninh Hạ, huyện Long Đức. Dựa trên dấu vết của người bạn gái này, cảnh sát tin rằng họ có thể tìm được thông tin cụ thể về Tiểu Đông Bắc. Tuy nhiên, theo lời khai của Phương Gia, Triệu Phong Bình không chỉ đến gặp Tiểu Đông Bắc để hẹn hò đôi ba lần. Với cách ăn mặc và diện mạo của cô, có vẻ như Phong Bình là một cô gái làm việc tại các cơ sở giải trí. Mặc dù thông tin mà Phương Gia cung cấp là không nhiều, nhưng cảnh sát Định Biên chỉ có thể dựa vào những manh mối hạn hẹp về nhân vật này để tìm kiếm các dấu vết có liên quan. Với sự hợp tác của cảnh sát thành phố Ngân Xuyên, đội điều tra đã tiến hành một cuộc truy vết kéo dài 5 ngày tại một số cơ sở giải trí ở trong khu vực thành phố Ngân Xuyên. Tuy nhiên, kết quả là không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về Triệu Phong Bình hoặc Tiểu Đông Bắc. Sau đó, cảnh sát Định Biên đã đến huyện Long Đức, tỉnh Ninh Hạ, quê hương của Triệu Phong Bình. Cảnh sát đã tìm thấy cha mẹ của cô. Theo lời khai của cha mẹ Triệu Phong Bình, con gái của họ đã rời làng cách đây 2 năm và chưa bao giờ trở về nhà. Vào dịp Tết năm ngoái, Triệu Phong Bình đã từng gọi điện về nhà. Cô ấy nói rằng con đang làm việc ở khu vực thành phố Ngân Xuyên và bảo cha mẹ không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, cha mẹ của Triệu Phong Bình cho biết họ không biết con gái của họ hiện đang ở đâu. Lúc này,
các chuyên viên điều tra đã để lại một số điện thoại liên lạc cho cha mẹ của Triệu Phong Bình, sau đó quay trở lại thành phố Điện Biên. Trong bối cảnh vụ án không có tiến triển sau một thời gian dài, cảnh sát Điện Biên đã phát đi một thông báo treo thưởng để tìm ra thông tin cụ thể về Tiểu Đông Bắc và Kiều Lý. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm, cảnh sát Điện Biên vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào. Ban đầu, cha mẹ của Kiều Lý rất kỳ vọng vào việc cảnh sát sẽ nhanh chóng phá án mỗi khi có án mạng xảy ra trong tỉnh Thiểm Tây và nạn nhân là nữ. Cha của Kiều Lý và chú của cô ấy sẽ tới địa phương đó và cố gắng thu thập nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên, trong hơn một năm, gia đình của Kiều Lý đều không tìm được bất kỳ tin tức nào về cô. Trong khi đó, cảnh sát Điện Biên do cuộc điều tra không đạt được bất kỳ tiến triển đột phá nào, họ đã dần chuyển trọng tâm sang các vụ án khác. Điều này khiến gia đình của Kiều Lý cảm thấy chán nản. Cho đến 3 năm sau vụ án, cảnh sát Điện Biên đã đột ngột nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi lại chính là cha của Triệu Phong Bình, bạn gái của Tiểu Đông Bắc. Ông đã thông báo cho cảnh sát Điện Biên rằng con gái của mình đã trở về nhà và nếu họ muốn đến để thẩm vấn, họ có thể đến ngay. Tin tức tốt này đã khiến toàn bộ đội điều tra cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong văn phòng, cảnh sát Định Biên đã bắt đầu thẩm vấn Triệu Phong Bình. Tuy nhiên, đứng trước đội điều tra, Triệu Phong Bình lại tỏ vẻ chống đối và không muốn tiết lộ tên thật của người yêu cũ cho cảnh sát. Sau nhiều lần thuyết phục một cách kiên nhẫn, cô ấy mới tiết lộ một số thông tin cá nhân về Tiểu Đông Bắc. Dựa trên lời khai của Triệu Phong Bình, tên thật của Tiểu Đông Bắc là Quyền Úy, năm nay 30 tuổi. Mặc dù địa chỉ đăng ký hộ khẩu chính thức của anh ta là thành phố Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam, tuy nhiên Quyền Úy đã ghi quê hương của mình là thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang trong phần nơi sinh trên hộ khẩu. Điều này khá phù hợp với giọng địa phương Đông Bắc của anh ta. Tiếp theo, cảnh sát Điện Biên đã tiếp tục thẩm vấn Triệu Phong Bình về những chi tiết có liên quan đến mối quan hệ của cô và Quyền Úy trong thời gian sống chung. Nhưng không ngờ Triệu Phong Bình lại tiết lộ một bí mật gây sốc về Quyền Úy. Triệu Phong Bình đã nói rằng vào đầu năm 2003, cô đang làm việc tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Vào thời điểm đó, có một cô gái tên là Đan Đan thuê cùng khu nhà với cô. Quan hệ giữa cô và Quyền Úy là thông qua sự giới thiệu của Đan Đan. Không lâu sau đó, Triệu Phong Bình và Quyền Úy đã sống chung. Ban đầu, ba người sống chung rất vui vẻ, nhưng sau đó đã xảy ra một sự việc kỳ lạ. Triệu Phong Bình nói rằng, vào tháng 5 năm 2003, cô đã đi công tác tại thành phố Yên Thị, tỉnh Hà Nam. Cho đến sau 6 ngày, cô mới trở về căn phòng thuê tại Lạc Dương và phát hiện ra rằng người bạn thân Đan Đan đã chết ở dưới gầm giường. Vào thời điểm đó, bạn trai Quyền Úy cũng đã biến mất không rõ tung tích. Vì vậy, Triệu Phong Bình là người rất nhút nhát. Cô rất sợ hãi và nhanh chóng rời khỏi thành phố Lạc Dương. Sau 3 ngày, cô đã trở lại căn phòng cho thuê để lấy một số đồ dùng hàng ngày và tò mò tìm hiểu xem cô bạn Đan Đan đang ở đâu. Vì vậy, cô đã mạnh dạn tiếp tục bước vào căn phòng của Đan Đan. Kết quả là cô đã phát hiện ra cái xác của Đan Đan đã biến mất, không còn dấu vết. Triệu Phong Bình đã nói rằng vào thời điểm đó, cô nghi ngờ rằng Quyền Úy có thể có liên quan đến vụ việc này, nhưng do sợ hãi, cô đã không liên lạc với Quyền Úy. Để tránh bị tình nghi, Triệu Phong Bình đã chuyển về quê nhà ở thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ. Khoảng một tháng sau đó, Quyền Úy cũng đến Ngân Xuyên theo Triệu Phong Bình. Vì sợ hãi, Triệu Phong Bình đã đồng ý tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương với Quyền Úy. Nhưng hai người này không sống chung như bình thường. Triệu Phong Bình nói rằng mặc dù cô và Quyền Úy hẹn hò khá thường xuyên, nhưng đến tháng 12 năm 2005, họ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt vì công việc. Sau đó, Quyền Úy bỗng dưng biến mất một cách không dấu vết. Triệu Phong Bình nghĩ rằng Quyền Úy đã rời khỏi thành phố Ngân Xuyên, nhưng chỉ một tuần sau, Quyền Úy lại đột ngột xuất hiện trong căn phòng của cô. Quyền Úy nói với Triệu Phong Bình rằng nếu có ai đến hỏi về tung tích của anh,
em đừng tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Anh sẽ trở về quê nhà ở Hà Nam để tham gia một dự án khởi nghiệp, và khi thành công, anh sẽ quay lại và đón em. Lúc đó, Triệu Phong Bình đã tin tưởng Quyền Úy. Cô tiếp tục làm việc tại một khu vui chơi và đợi Quyền Úy trở về. Ban đầu, Triệu Phong Bình vẫn có thể liên lạc được với Quyền Úy qua điện thoại. Nhưng khoảng nửa năm sau đó, cô đã phát hiện ra rằng số điện thoại của Quyền Úy bất ngờ không thể liên lạc được nữa. Triệu Phong Bình nói với cảnh sát rằng cô đã đến Lạc Dương, tỉnh Hà Nam để tìm Quyền Úy, nhưng anh ta dường như đã biến mất một cách hoàn toàn. Không ai ở đây biết về tung tích của anh ta. Nhưng những thông tin này được xác định, họ đã gần như chắc chắn vào khoảng tháng 12 năm 2005, việc Quyền Úy đột ngột biến mất có khả năng có liên quan đến vụ án của Kiều Lý. Sau đó, với sự hỗ trợ của cảnh sát Hà Nam, tung tích của Quyền Úy đã được xác định một cách nhanh chóng. Vào năm 2016, khi cảnh sát Định Biên đến Lạc Dương, Quyền Úy đã bị tuyên án 8 năm tù về tội cưỡng hiếp và anh ta vẫn đang ở trong tù. Tuy nhiên, vào lúc này, một cảnh sát đã phát hiện ra một vấn đề trên bản án của Quyền Úy. Trên bản án này cho thấy anh đã bị cảnh sát Hà Nam bắt giữ vào ngày 2 tháng 8 năm 2005, và sau đó vào tháng 10 năm 2005, Tòa án Nhân dân thành phố Lạc Dương đã chính thức tuyên án đối với bị cáo Quyền Úy, phạt anh ta 8 năm tù với thời gian thi hành án từ ngày 2 tháng 8 năm 2005 đến ngày 1 tháng 8 năm 2013. Trong khi đó, tại Định Biên, tỉnh Thiểm Tây, ngày mà Kiều Lý mất tích, chính xác là vào tối ngày 14 tháng 12 năm 2005, tức là khi Kiều Lý biến mất, Quyền Úy đã bị cảnh sát Hà Nam giam giữ hơn 4 tháng. Điều này có nghĩa là anh ta không thể có khả năng đến thành phố Định Biên, tỉnh Thiểm Tây để gây án. Liệu rằng Tiểu Đông Bắc, người trước đây đã có quan hệ với Triệu Phong Bình, có phải là Quyền Úy trong nhà tù hay không? Hoặc có thể là Triệu Phong Bình đã nói dối cảnh sát Định Biên? Để xác minh những điểm nghi ngờ này, cảnh sát đã mang một bức ảnh của Quyền Úy đến để Triệu Phong Bình nhận dạng. Kết quả là Triệu Phong Bình đã khẳng định rằng người đàn ông trên bức ảnh chính là Tiểu Đông Bắc, người đã từng là bạn trai của cô. Sau đó, cảnh sát Định Biên còn đưa bức ảnh này cho Lưu Cao Hồng và bạn trai của cô là Phương Gia. Kết quả là cả hai đều khẳng định rằng người đàn ông đó là Tiểu Đông Bắc. Các thành viên trong đội điều tra đã hoàn toàn bối rối khi manh mối mà họ hy vọng đã không mang lại kết quả. Sau khi cuộc điều tra vướng vào bế tắc, cảnh sát Định Biên đã quyết định gửi thêm chuyên viên trinh sát đến thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Họ hy vọng rằng tại quê hương của Quyền Úy, họ có thể tìm thấy một số dấu vết bổ sung. Dựa trên thông tin căn cứ hộ khẩu thường trú của Quyền Úy, địa chỉ đăng ký hộ khẩu của anh ta nằm ở đường Khởi Minh Đông, Lạc Dương, Hà Nam. Vì vậy, các thành viên trong đội điều tra đã nhanh chóng đến đó. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng người sống tại địa chỉ này không phải là gia đình hoặc người thân của Quyền Úy. Sau đó, thông qua cuộc điều tra và thăm dò xung quanh, các nhân viên trinh sát mới biết rằng cha mẹ của Quyền Úy đã chuyển ra khỏi căn nhà này hơn một năm trước đó. Mặc dù người hiện tại ở địa chỉ này không rõ cha mẹ của Quyền Úy đã chuyển đến đâu, nhưng một người hàng xóm bên cạnh đã cung cấp cho cảnh sát một tình tiết mở khóa quan trọng. Theo lời chứng của người hàng xóm, ông từng làm việc cùng cha mẹ của Quyền Úy tại một công xưởng. Cặp vợ chồng này có một cặp song sinh nam, con trai lớn tên là Quyền Úy, còn đứa con trai nhỏ tên là Quyền Siêu. Dù hai người con này không được học nhiều sách vở, nhưng thông qua một số quan hệ xã hội, cả hai đã từng tình nguyện nhập ngũ và làm lính cảnh sát quân đội trong vài năm. Sau đó, vì cả hai đứa con này đều gây rối, cha mẹ của Quyền Úy đã không còn cách nào khác ngoài việc bán nhà và chuyển về quê cũ ở Hắc Long Giang để sinh sống. Dựa trên thông tin mà người hàng xóm đã cung cấp, cảnh sát Định Biên đã nhanh chóng tìm thấy Quyền Siêu, đứa em song sinh của Quyền Úy. Họ so sánh ảnh hộ khẩu của hai anh em. Mặc dù kiểu tóc của họ không giống nhau, nhưng khuôn mặt và hình dáng của cả hai đều rất giống nhau.
Hơn nữa, dựa trên mô tả của người hàng xóm, Quyền Úy và em trai Quyền Siêu không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn về chiều cao và cân nặng. Vì vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, người ngoài khó có thể phân biệt được ai là anh trai và ai là em trai. Nhưng cha mẹ và một số người thân của họ có một cách phân biệt rất hiệu quả. Người hàng xóm đã nói rằng trên ngón út trái của em trai Quyền Siêu có hai đốt ngón tay bị thiếu mất, trong khi ngón út tay trái của Quyền Úy thì hoàn toàn nguyên vẹn. Dựa trên thông tin quan trọng này, cảnh sát Định Biên sau đó đã đến nhà tù Giao Nam ở tỉnh Hà Nam. Họ đã lén lấy dấu vân tay của Quyền Úy và thông qua cơ quan tư pháp địa phương, và kết quả cho thấy phạm nhân tên Quyền Úy đang cải tạo trong nhà tù không có dấu vân tay tương ứng trên ngón út trái của anh. Điều đó có nghĩa là người bị giam giữ trong nhà tù ở tỉnh Hà Nam không phải là Quyền Úy mà là em trai song sinh của anh ta, là Quyền Siêu. Điều này khiến cảnh sát điều tra cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Quyền Siêu lại chịu án tù thay cho anh trai của mình? Sau đó, nhóm điều tra đã tìm hiểu và biết rằng vào thời điểm năm 1995, Quyền Siêu đã bị kết án tù 5 năm vì tội trộm cắp. Anh ta chỉ mới được phóng thích vào tháng 11 năm 2000. Nhưng vào tháng 8 năm 2005, sau khi Quyền Siêu tái phạm tội hiếp dâm một lần nữa, anh đã bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ. Theo quy định pháp luật có liên quan, nếu tội phạm tái phạm trong thời gian dưới 5 năm khi được thả ra thì đó được coi là hành vi tái phạm và sẽ bị trừng phạt một cách nặng hơn. Từ đó, các cảnh sát viên của nhóm điều tra đã suy đoán rằng Quyền Siêu có thể đã giả mạo danh tính của anh trai Quyền Úy để tránh hình phạt nặng hơn. Sau đó, suy đoán này được xác nhận bởi Quyền Siêu trong lời khai của anh ta. Tuy nhiên, đối với Quyền Úy, cảnh sát đã tìm kiếm khắp Lạc Dương nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Xem xét việc cha mẹ của Quyền Úy đã quay trở về quê cũ ở Đông Bắc, cảnh sát Định Biên đã quyết định tiếp tục gửi 3 trinh sát đến thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang. Kết quả là trong lời khai của cha mẹ Quyền Úy, cảnh sát của nhóm điều tra đã nhanh chóng tìm ra Quyền Úy. Chỉ khác là lần này, anh ta xuất hiện dưới danh nghĩa của em trai Quyền Siêu. Nguyên nhân là vào ngày 21 tháng 3 năm 2007, Quyền Úy đã bị công an Hắc Long Giang bắt giữ vì tình nghi phạm tội trộm cắp. Vào thời điểm đó, Quyền Úy chỉ có thể giả mạo tên của em trai là Quyền Siêu để hầu tòa. Cuối cùng, sau phiên tòa, Quyền Úy đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đại Khánh kết án tù 10 năm vì tội trộm cắp. Sau hơn 3 năm điều tra, cuối cùng tại nhà tù, cảnh sát đã tìm thấy kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án này. Nhưng cảnh sát vẫn không thể hành động một cách hấp tấp. Một số thành viên cho rằng nên tiến hành hỏi cung Quyền Úy ngay lập tức để có thể lấy được toàn bộ sự thật của vụ án từ miệng anh ta. Trong khi đó, một số cảnh sát già dặn kinh nghiệm đã xét một cách cẩn thận hơn. Họ cho rằng phía cảnh sát đang trong thế bất lợi vì không có bất cứ bằng chứng nào tại hiện trường cho thấy Quyền Úy có liên quan trực tiếp đến vụ án. Trong tình cảnh như vậy, nếu nhóm điều tra hỏi cung Quyền Úy một cách vội vàng sẽ gây ra tâm lý phản điều tra rất mạnh. Mặc dù nhóm điều tra tạm thời không thể tiến hành thẩm vấn Quyền Úy, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Sau khi 3 cảnh sát viên trở lại Định Biên, họ đã tổ chức lại tất cả các tư liệu vụ án với hy vọng tìm thấy chứng cứ trực tiếp mà Quyền Úy đã để lại tại hiện trường. Tuy nhiên, 3 năm trước đó, cảnh sát Định Biên đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát tại hiện trường vụ án nhưng không tìm thấy dấu vân tay hay sợi tóc của nghi phạm nào. Điều duy nhất mà họ có thể xác định là con dao đã được di chuyển từ trước đó. Nhưng con dao này đã được người khác làm sạch một cách hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết tội phạm nào trên lưỡi dao hay tay cầm. Cho đến ngày 28 tháng 9 năm 2011, Cục Cảnh sát Định Biên đã kết nạp thêm một chuyên viên điều tra rất giàu kinh nghiệm đã nghỉ hưu là ông Cao Kiện Lợi. Sau đó, các cảnh sát của nhóm điều tra đã lần thứ hai đến nhà tù Đại Liên Chi thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Lần này, họ đã tiến hành lấy lời khai với nghi phạm Quyền Úy. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Quyền Úy đã phản kháng mạnh mẽ
và không chịu đưa ra bất kỳ thông tin nào. Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, nhóm điều tra đã ngay lập tức thu thập dấu vân tay và mẫu máu của Quyền Úy. Lúc đó, Quyền Úy đã cảm thấy rất sợ hãi. Họ quyết định quay trở lại Định Biên để tiếp tục tìm kiếm chứng cứ trực tiếp để định tội Quyền Úy. Bằng cách triển khai lại các manh mối của vụ án, vết máu trên góc tường cửa nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của cả nhóm điều tra. Dựa trên kinh nghiệm điều tra tội phạm trước đây, ông Cao Kiện Lợi đã nhanh chóng đưa ra một suy đoán. Ông cho rằng hình dáng của vết máu nhỏ từng điểm có thể là kết quả của sự tiếp xúc giữa vật thể như cây chổi lau và gạch trên tường. Sau khi thử nghiệm, suy đoán này đã được xác nhận hoàn toàn đúng. Điều này cho thấy trong nhà vệ sinh tại hiện trường, hung thủ đã sử dụng cây chổi lau màu đỏ sẫm này để xóa dấu vết tội phạm. Mặc dù cây chổi đã được làm sạch hoàn toàn, nhưng thông qua chi tiết này, ông Cao Kiện Lợi đã suy đoán rằng trong lúc hung thủ thực hiện tội ác đã có rất nhiều dấu máu tồn tại trong nhà vệ sinh của gia đình Lưu Cao Hồng. Cộng thêm việc con dao được tìm thấy tại hiện trường có nhiều vết uốn lượn vòng cung, cảnh sát cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là do độ cứng của lưỡi dao không đủ khi nó va vào một vật thể cứng hơn. Lưỡi dao sẽ bị quăn và có thể nó đã va vào xương của người. Dựa trên giả thuyết này, chiếc vali bị mất tích, cảnh sát đã cho rằng Kiều Lý, người đã bị mất tích nhiều năm, có thể đã bị chia nhỏ và sau đó bị hung thủ đặt vào vali rồi di chuyển ra khỏi khu phố. Nhưng thật đáng tiếc, vụ án đã xảy ra hơn 6 năm trước và căn nhà đã được thay đổi chủ nhiều lần. Vì thế, các chuyên viên đã bỏ lỡ các cơ hội tìm kiếm bằng chứng khác tại hiện trường. Sau nhiều lần phân tích, ông Cao Kiện Lợi vẫn tập trung vào con dao có vết sứt hình cung này. Ông Cao Kiện Lợi và cộng sự của ông cho rằng con dao này đã được lưu trữ nhiều năm và bề mặt của nó đã được hung thủ làm sạch. Tuy nhiên, phần tay cầm của dao và lớp bảo vệ giữa tay cầm và thanh sắt chưa được kỹ thuật viên mở ra để kiểm tra. Với lý do này, vào tháng 12 năm 2011, nhóm điều tra đã quyết định gửi con dao này đến Trung tâm Kiểm định Pháp y tỉnh Thiểm Tây để được kiểm tra kỹ hơn. Kết quả là giữa tay cầm và lớp bảo vệ của con dao này, các kỹ thuật viên đã thu được hai mẫu mô da bị dính ở kẽ bên trong. Cuối cùng, thông qua phân tích và so sánh DNA, Trung tâm Kiểm định Pháp y đã đưa ra kết quả rõ ràng. Hai mẫu tế bào da bị rụng trên con dao trùng khớp 99,9% với DNA của Quyền Úy, nghĩa là con dao được tìm thấy tại hiện trường vụ án đã được hung thủ Quyền Úy sử dụng làm hung khí. Dựa trên bằng chứng này, cảnh sát Định Biên đã nhanh chóng đưa nghi can Quyền Úy từ nhà tù tại tỉnh Hắc Long Giang trở lại huyện Định Biên, tỉnh Thiểm Tây để điều tra. Vào tối cùng ngày trở về Định Biên, nhóm điều tra đã tiến hành cuộc thẩm vấn ngay trong đêm. Tuy nhiên, Quyền Úy đã không thừa nhận mình là người có biệt danh Tiểu Đông Bắc. Anh ta vẫn tự xưng mình là Quyền Siêu. Và khi cảnh sát Định Biên hỏi về tình hình gia đình của anh ta, Quyền Úy vẫn cương quyết không đưa ra câu trả lời. Các thành viên của nhóm điều tra đã đưa ra bằng chứng trực tiếp trên con dao. Sau hơn 2 giờ gây áp lực, tâm lý phòng thủ của Quyền Úy cuối cùng đã bị phá vỡ. Anh ta đã thừa nhận mình không phải là Quyền Siêu và thực sự là Quyền Úy. Sau đó, hắn ta đã thú nhận chi tiết tất cả các quá trình sát hại Kiều Lý. Thời gian quay trở lại ngày 11 tháng 12 năm 2005, Quyền Úy đang ở thành phố Ngân Xuyên đã cãi nhau với bạn gái của mình là Triệu Phong Bình. Sau đó, ông ta trở về phòng trọ và hẹn gặp một người bạn trên mạng. Vào ngày hôm sau, Quyền Úy đã có một cuộc hẹn ở huyện Định Biên. Trước khi đi, anh ta đã nhớ đến bạn gái của láng giềng là Lưu Cao Hồng, cũng đang sống ở huyện Định Biên. Quyền Úy hỏi phương gia địa chỉ chính xác của Lưu Cao Hồng. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2005, Quyền Úy đã đến huyện Định Biên bằng xe khách để hẹn gặp người bạn quen qua mạng. Nhưng không ngờ ví tiền và điện thoại của hắn ta đã bị mất cắp. Vậy nên không có lựa chọn nào khác
quyền úy đã quyết định đến nhà của Lưu Cao Hồng để mượn tiền. Vào buổi tối cùng ngày đó, Lưu Cao Hồng đã cho quyền úy mượn 20 nhân dân tệ. Nhưng quyền úy đã dụ dỗ Lưu Cao Hồng vào phòng ngủ. Khoảng nửa giờ sau đó, cuộc mây mưa giữa Lưu Cao Hồng và quyền úy đã bị Kiều Lý đột ngột phá đám. Sau đó, quyền úy đã rời khỏi nhà của Lưu Cao Hồng, nhưng trong tâm trí của hắn ta đã nảy sinh ra một ý đồ tàn ác. Vào buổi tối hôm sau, quyền úy đã trở lại nhà của người tình với ý định tiếp tục mượn tiền. Tuy nhiên, Kiều Lý đã nói với quyền úy rằng bạn gái của anh không có ở nhà, nhưng quyền úy đã không rời đi. Anh nói rằng tôi muốn đợi Lưu Cao Hồng trở về trong phòng khách. Và rồi hắn ta đã dứt khoát xông vào nhà của Lưu Cao Hồng. Vào thời điểm đó, Kiều Lý muốn gọi điện thoại cho Lưu Cao Hồng, nhưng cuộc gọi đã không được kết nối. Sau đó, Kiều Lý đã nói một số lời rất tục tĩu. Trong cơn tức giận, quyền úy đã sát hại Kiều Lý bằng cách siết cổ. Khi đó, cảnh sát đã hỏi rằng tại sao anh lại nổi điên lên như thế? Kiều Lý đã nói gì? Quyền úy trả lời rằng cụ thể thì tôi không nhớ rõ, đại khái là cô ấy nói tôi lừa tiền của dì Lưu Cao Hồng. Dựa trên lời khai của quyền úy, sau khi sát hại Kiều Lý, hắn ta đã sợ hãi và nhanh chóng nghĩ cách mang thi thể ra ngoài để tiêu hủy bằng cách vứt vào bao rác. Vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, quyền úy đã mang điện thoại di động của Kiều Lý đến một con phố bên ngoài khu dân cư. Hắn ta muốn gọi điện thoại cho Lưu Cao Hồng để cho cô biết Kiều Lý vẫn còn sống. Nhưng quyền úy đã vô tình gọi cho mẹ của Lưu Cao Hồng, và vài giây sau, hắn ta đã cúp máy và tắt điện thoại di động của Kiều Lý hoàn toàn. Tiếp theo, quyền úy đã đến một cửa hàng tạp hóa gần đó và mua một số túi rác. Sau đó, hắn ta trở về nhà của Lưu Cao Hồng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dựa trên lời khai của quyền úy, hắn ta đã chuyển Kiều Lý vào trong phòng tắm, lấy con dao từ ngăn kéo trong nhà bếp, sau đó chia nhỏ nạn nhân, rồi lấy một chiếc vali trên nóc tủ trong phòng khách xuống. Cho đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, hung thủ mới hoàn thành việc lau dọn nhà vệ sinh tại hiện trường vụ án. Trước khi rời đi, quyền úy còn đến phòng ngủ của Lưu Cao Hồng và lấy đi một chiếc máy ảnh cùng với 2 chiếc nhẫn. Sau khi rời khỏi hiện trường, quyền úy đã vứt quần áo của Kiều Lý vào một thùng rác bên lề đường. Tiếp theo, hắn ta đã gọi một chiếc taxi và trở lại làng Hữu Ái, huyện Đại Tân. Ở một khu vực ngoại ô hẻo lánh của làng Hữu Ái, hắn ta biết có một chiếc giếng cũ không được sử dụng nằm ở gần đó. Vì thế, hắn ta đã vứt xác của Kiều Lý vào giếng, và vali hành lý màu đen đó cũng bị quyền úy vứt vào một đống rác ở một con kênh. Để tìm chứng cứ, cảnh sát Định Biên đã đưa quyền úy đến làng Hữu Ái, thành phố Ninh Nguyên để nhận diện hiện trường phi tang. Sau 6 năm kể từ khi vụ án xảy ra, khu vực ngoại ô mà thi thể của Kiều Lý bị vứt bỏ đã trở thành một nhà máy than. Cảnh sát Định Biên đã thông qua nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy chiếc giếng ở một góc của nhà máy than. Sau khi đưa xác chết lên bờ, các thành viên của đội điều tra đã phát hiện trong đống xương trắng còn có một chiếc châm cài tóc nữ màu đen. Khi được xác định bởi Lưu Cao Hồng, đó chính là một vật phẩm mà Kiều Lý đã dùng trước đây. Sau 6 năm điều tra khó khăn, vụ án mạng đột nhập đã được sáng tỏ. Sự thật đã được phơi bày vào sáng ngày 27 tháng 6 năm 2013. Tòa án Nhân dân cấp trung của tỉnh Thiểm Tây đã mở phiên tòa xét xử quyền úy khi công tố viên đề cập đến chi tiết Kiều Lý bị bóp cổ và chia nhỏ. Cha của Kiều Lý là ông Kiều Kế Đông đã không thể nhịn được nước mắt. Trên ghế bị cáo, quyền úy luôn cúi đầu và nhiều lần biểu lộ sự xin lỗi với gia đình nạn nhân. Mặc dù quyền úy muốn có cơ hội cải tạo bản thân, nhưng sau hơn 3 giờ xét xử, Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Ngọc Lâm đã đưa ra phán quyết bị cáo quyền úy bị kết án tử hình vì tội cướp giật và cố ý giết người, bị tước quyền chính trị trọn đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đồng thời, bị cáo quyền úy còn phải bồi thường tổng cộng 10.000 nhân dân tệ thiệt hại kinh tế cho bên nguyên đơn trong vụ kiện
là ông Kiều Kế Đông và Lưu Cao Hồng. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2015, bản án của quyền úy đã được thực thi. Đến đây, vụ án đã kéo dài gần 10 năm, cuối cùng đã được khép lại. Đây chắc chắn là một câu chuyện rất dài với nhiều tình tiết vô cùng bất ngờ. Mong rằng các bạn đã không thất vọng khi bỏ thời gian để lắng nghe nó nhé. Video của Mật Mã Đen Trắng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.